mình làm đúng rồi đó. Quay lên đo Diễn Châu gần cái ấy mà dạ. Phố ngày sáng ngày xưa về toàn bốn cái bụng như thế đó ngày em cũng có anh em tiền đồng đi làm của mà là nó làm nghề gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.